Anh Hà cho biết vào sáng ngày 25 tháng 10, anh cùng đồng nghiệp là anh Bùi Quang Khải đi tập thể dục thì phát hiện một chiếc túi lưới nằm cạnh thùng rác, bên trong có con vật có vảy. Sau đó anh Hà đưa con vật trên về trụ sở công ty. Sau khi tìm hiểu trên mạng và biết đây là con TT, anh Hà đã liên hệ với cơ quan chức năng để giao lại với mong muốn TT được thả về tự nhiên. Tiếp nhận con TT để đưa về cứu hộ trước khi thả về tự nhiên. Lực lượng kiểm lâm xác định đây là TT Java cái cân nặng khoảng 4 kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.